anh em lại gặp nhau ở chợ Văn Phúc. Cây anh chưa thấy nhiều cây to thế. Cây này bao nhiêu đấy anh? Cây này bao nhiêu? 16 à? Hợp lý đấy nhỉ? Nhà mà to thì bê về được. Anh Kiện này có cây nào không? Không à? Tiền đấy. Mình xem mặt này xem nào. Khá là ổn đấy. Nuôi thì có tương lai đấy. Không có sẹo to gì cả. Cây này cây hôm trước không phải không anh? Cây khác à? Cây trước để anh cân rồi. À, cây hôm trước nhiều hoa đấy đúng không? Cây này khác. Cây này chắc cũng bằng thế. Cái đề hoa, đề đá. Đề đá núi, đề núi. Hoa vàng. Cũng bằng cây hôm trước rồi, 18 triệu. Mở hàng chưa anh? Đấy, to lắm. Tên cũ đi sớm tí lại đi làm. Đây số anh chưa đi nhá. Đấy, con này. Con này mà bé lại mà cứ một người bê hoặc hai người bê vừa vừa nhẹ. Một người bê cố được thì múc ngay. Đẹp. Cái thì giá nó chẳng cao lắm. Đó. Thực tế bây giờ mà nuôi con này xong nó lên tiền. Ổn hơi dài chút. Vì cái chỗ này, cái chỗ này nó ngày xưa là nó phóng ở đây kìa, kiểu cắt khu xong rồi đẩy ra đây này, cứ to lắm đấy. Cái này được cái chứ toàn hàng dạng. Ui, toàn hàng khủng khiếp nhỉ. Loại này mà chúng ta nó không đau đầu. Sáng giờ chưa ra sở anh? À, cua hai vòng rồi. Đâu chưa? Vật vã nhỉ? Này bao nhiêu không biết. Đấy, họ xây dầu trước. Này thì chắc cứ các ông ý mới vật được thôi chứ mình chịu. Cái này thì bao nhiêu anh? Ơi. Đây, cục này. Bốn chục. Bộ ba này, bộ này. Một, hai, ba đều một giá đồng hàng. Bốn chục hết đúng không? Con hoàn thiện này. Ơi, con cái đấy là con cái bằng tiền kia 16 triệu. 16 triệu. Đấy. Hàng nhỏ này bán hết rồi anh. Hả? Hàng nhỏ bán hết rồi. Không mang cái gì, mang cái tùng nhỏ. Đó, quần chậm đéo rồi một anh. Mát thế. Hôm nay các bác nhìn có thấy sợ. Đấy. Làm việc con ý anh ạ, về nuôi. Rắn, trưng rắn. Trưng rắn. Đấy, muốn lên nữa thì phải nuôi. Ở đấy á, ở đấy thì xem nào. Cũng được. Chơi ngoài cửa. Chỗ này thì hơi trống nhỉ. Trống hơi lên mới lên vào đây thì hơi lâu. Suy nghĩ. Nói chung là nếu mà cắt đấy cái mặt này thì nhìn ổn. Ok. Nếu mà cắt đấy khổ phải lắc lên thêm một chút nữa cũng là một cách, nhưng mà có lẽ là cũng khá là mạo hiểm. Phải nuôi cho một bên phía bên kia một cái tay cảnh nó ít nha, nó bằng bằng này thì mới kéo lại được. Đấy. Thì khi mà phẫu ở đây thì cái sẹo này nó rất là to. Yeah. Đấy, các bạn nhìn toàn khủng long bạo chúa. Là như trường đây toàn khủng long bạo chúa. Đấy.
rất nắng, Hà Nội nắng rất khủng khiếp. Đây cây lấy đá này các bạn, bằng cây kia trước quay này, nó cũng cỡ cùng một lứa, vẫn còn đá nó ở hồ đấy, đá đã tự nhiên thôi. Nặng à, cũng nhẹ thôi. Ui giời, 12 người hành nặng nề lắm, nặng. Đấy, con này cũng 16 ấy. Đấy. 16 triệu đấy, ở đây có con ngâu còn. Đấy, bác nào mà làm một, được kiếm được một đôi ngâu này mà để hai bên thì đẹp. Rượu mang ở nhà đi, còn được chỉ cùng có mấy chai bia thôi, một hai con mà anh cho ăn thì tôi ra phải mua người là ba lạng chứ, không có mấy ba lạng. Quá thiệt. Nếu mà nồi lẩu men thì không được 450 đâu, 450 anh đem về nhà. Hết tầm nghĩ phải. Anh bảo thế nhưng mà mày rẻ quá. Chết. 450 là nồi là mèo ăn. 12 người ăn. Ôi giời ơi. Rượu nhà ăn đi mà. Mua con mèo bé con ở chỗ phố kia mà đã gần 500 rồi. Chưa nấu nếu mà được sống. Rẻ thế. Cái ngâu này cũng của anh Trương à, đúng không? Ơi, cái ngâu này của anh. Bao nhiêu tiền anh? Có đến 7 triệu. 7 triệu. Rất mèo. Tùng okay. Nhặt được thì nó không bị đen đâu. Trong kia nó cứ tước những cái này nó dâm rồi, ngâm thuốc cho dâm nó lại được cây vô đây. Anh ơi, đấy, đồ mini đây. Đây. Đây toàn khủng long thế này. Đấy, cầu lát anh nhưng mà còn không có chỗ mà để cầu lấy cầu đâu có cầu. Hai chỗ là chân. Cầu lấy phơi, cầu lấy phơi. Quay xong mấy cây bánh trương. Cây bánh trương ở đây. Cái này còn có cây ngâu như là 7 triệu nhé, cũng của anh ấy. Đây là cây của Trung Dâu. Tiền thì dăm khá là ổn.
bệ, cái chân bệ kiểu nó hở này thì cài đá thì nó sẽ ổn. Và sau đấy nó bẻ ra không có đá thì được. Ok, để sang gian hàng của các bác khác.